Chào tất cả mọi người. Đây là một cái bo trục Z của một chiếc máy công nghiệp, máy CNC và công nghiệp mình đang sửa. Dạo này thời tiết ở giao mùa, tức là mùa xuân bắt đầu nó cứ lổm ẩm nên máy móc hỏng khá là nhiều. Nên các công ty mình làm cho họ gửi bo lên cho mình sửa rất là nhiều. Nên rất nhiều người gửi những cái đồ cho mình sửa ấy, thì mình xin lỗi nhá, mình chưa có thời gian mình xem những cái đồ có chụp của mọi người. Khi nào mà rảnh mình mới xem được. Thì mình vẫn ưu tiên sửa những cái bo mạch máy công nghiệp này bởi vì đó là cái thu nhập chính của mình. Và cái video này mình tiện mình sẽ quay lại mình chia sẻ cho ai muốn tìm hiểu về cái bo này với cái lỗi LV. Và qua đây chúng ta sẽ tham khảo được vấn đề khi thời tiết lồm ẩm, giao mùa mùa xuân này, lồm ẩm này, độ ẩm không khí lớn ấy nó ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử như thế nào nhé. Đây là cái bo cái máy này thì như khách hàng bảo là mấy hôm trước thì vẫn dùng bình thường, đến buổi 5 giờ công nhân nghỉ sẽ tắt. Và sáng sau bật sẽ chạy, bật xe lại chạy bình thường, nhưng con này bật thì chạy được 1 tiếng thì nó hỏng. Thì do là qua đêm là tắt, tắt dẫn tới là do thời tiết nó độ ẩm nó quá cao, nó ngưng tụ. Tí nữa mình sẽ test cho chúng ta tại sao nó lại ngưng tụ được như thế. Do cái độ ẩm không khí quá lớn nên nó ngưng tụ và gây ra lỗi. Và cụ thể lỗi của nó là đây là một cái bo, mình sửa nhiều lắm cái bo này này. Điều khiển động cơ, đây bo servo này, mã như này nhé, của thằng Falac Japan này. Thì nó sáng đang sáng cái đèn LV này, mình có bẻ đang đèn LV này này. Đèn HC thì liên quan đến công suất, còn đèn LV này thì là nó liên quan đến vấn đề là liên quan đến là nó báo chúng ta L nghĩa là low voltage là điện áp thấp đấy, vôn là vôn. Thì nó đang nỗi báo là điện áp có sự cố, điện áp thấp mọi người nhé. Nó chúng ta cứ hiểu nôm na nó là như vậy. Mình đã tháo hết ốc nó ra rồi, một đống ốc này. Thì khi thời tiết mà lồm ẩm lớn ấy thì kể cả những cái thiết bị điện tử nhà chúng ta cũng thế, ví dụ nhà bạn nào mà nhà có các cửa kín ấy, thì chúng ta nên đóng lại như hiện tại nhà mình thế, mình đóng kín hết các cửa sổ các cửa ra vào luôn, chỉ có đi ra đi vào thì mình đóng mới mở ra thôi, để cho cái độ ẩm ngoài trời nó không sẽ không đi vào được trong nhà, còn nó vào trong nhà thì chúng ta sẽ bị ẩm ướt lồm ướt hết nền nhà, rồi những cái gì liên quan mặt kính lạnh ấy, là nó sẽ ngưng tụ nước, nhất là những cái tivi tivi màn LCD là nó ngưng tụ nước và rất nhanh hỏng màn hình cái thời tiết như này luôn. Nên mà chúng ta cũng lên thỉnh thoảng thời tiết này chúng ta sẽ bật cho lên không xem, chúng ta cũng bật cho nó lên để cho nó nóng lên để nó sấy mọi người nhé. Và nếu mà những cái tivi nào mà đang không dùng ấy thì tốt nhất là cũng không cắm điện nó luôn, để bao giờ thời tiết mà nó khô ráo thì bắt đầu một vài ngày thời tiết khô ráo thì chúng ta mới lại kim điện chạy tiếp, bởi vì khi khô ráo thì nó sẽ khô mọi người nhé, chứ đang ẩm thấp như này chúng ta chạy là có khi là nó sẽ hỏng. Tức là nước nó vào rồi nhưng mà cứ để đấy, ẩm thấp cứ để đấy, nhưng mà đến lúc mà thời tiết nó khô khô ráo rồi thì chúng ta cắm điện thì sẽ không sao. Thì các bạn để ý nhá, mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo. Đây là một con module công suất, khi trên cái này nó sẽ có như này này, điện áp 3 pha vào đây được chỉnh lưu qua cầu này sẽ ra được dương và âm, được hệ thống độ lọc trên cái cụm kia. Thì cái nguồn từ cái năng lượng 300V này nó sẽ đi tới một con module công suất, trong này nó có 6 tổ hợp Darlington vào dương đây âm đây để nó phách thành 3 pha UVV kép để cấp cho motor ấy mọi người ạ. Và đây chính là con một con Darlington, đây thì chỉ là một tổ hợp module một con, nó như là con chan to Darlington, nó sẽ tạo dòng chảy xe để liên quan đến xả, tức là khi mà động cơ đang chạy sau đó là bị dừng, động cơ dừng tức là nó chính trình chạy đang chạy rồi dừng thì làm cho cái cuộn dây trong cuộn dây nó sinh ra điện áp ngược, và cái điện áp ngược đấy nó sẽ làm cho cái điện áp 300V này nó vọt lên cao. Và theo như mình hiểu ấy, thì điện áp mà vọt lên đến khoảng khoảng 300 330V hoặc là 340V ấy, thì bắt đầu là trên này nó có cái mạch dò sai, nó thông qua con DV45 với DV46 này này. Nó dò sai nó thấy điện áp đấy là đã vượt quá được, là mình cứ giả sử là 340V thì bắt đầu là nó sẽ đưa lệnh kích mở thông xe của con Darlington, con sò công suất này, thì dẫn tới là cái nguồn dương cộng trừ dương 300V này nó sẽ bị ngắn tải qua một con điện trở xả này để làm cho cái điện áp đấy không vượt quá được được 340V mọi người nhé. Đấy là cái nguyên lý gọi là nguyên lý xả. Thì con này nó đang lỗi chính cái đường xả ấy luôn, cụ thể là nó đang do thời tiết lồm ẩm ấy dẫn tới là cái bo mạch này nó bị ẩm thấp này, dẫn tới là đường mạch nó bị dò và dẫn tới là xảy ra lỗi cái đường này, dẫn tới LV đấy. Thì đây là cái nhựa nhá, cái nhựa thì nó không bao giờ được phép dẫn điện rồi nhá, chúng ta sẽ để ý này, mình nhìn lên rất là khô nhưng mình sấy nóng đây là nó đã hết đấy, chúng ta để ý nhựa này, nhựa gì mà có đội trở này mọi người thấy chưa,
nhựa gì mà nó có cả lội trở rất nhiều này, đó chính là do ẩm thấp làm cho nó bị như này nhá. Nhưng đây mình có những con module công suất, con này thì khả năng không hỏng đâu, tí nữa mình ra dùng nước mình đánh sạch đi rồi mình sấy khô thì khả năng nó sẽ hết nhá. Thì đây này, bởi vì là nó trong cái môi trường công nghiệp ấy là nó có cái dầu mỡ này rồi có bẩn nó cũng bám trên này nữa, và khi có độ ẩm không khí lớn thì nó sẽ hấp thụ cái nước vào đây và dẫn tới bị giò thế. Còn đây là những con module công suất của mình này, mình để rất lâu nhưng trong nhà mình chúng ta sẽ thấy là bụi nó sạch như này nhá. Mời mình sẽ đo thử này, nó không hề có độ giò gì nhá, các bạn thấy chưa, không hề có độ giò gì mà trên cái này thì nó đã có độ giò rồi này, các bạn thấy chưa, nó giò rất là kinh luôn. Từ dương đây có thể giò ra vỏ, mình đang đo trên với vỏ nhựa mà nó giò như này rồi. Thì những kể cả những cái bo mạch này nó bị hấp thụ nhiệt, à hấp thụ hơi nước, nó cũng bị giò như thế. Do đó các thiết bị điện tử nhà chúng ta ấy, nếu mà đồ mới, những cái bo mạch này mà mới ấy, thì là nó không có bụi bẩn và cái phíp này nó tốt, nó chưa có bụi bẩn thì có thể ẩm thấp thì nó chưa giò, nhưng lâu năm nó tạo một lớp bụi, lớp bụi bẩn và nó xảy ra bị oxy hóa cái lớp này này, dẫn tới là bị ẩm thấp là sẽ bị giò điện và xảy ra hiện tượng bị hỏng thiết bị điện tử đấy mọi người nhé. Và cái con này mình đo qua thì nó bị chập xe của con này rồi, nó chập theo kiểu chập giò. Thông thường nếu mà như mùa hè mình gặp ấy, mùa hè thì không có ẩm thấp ấy, thì bị LV này hoặc bị DC này thì là mình đo xe nó chập kim nó lên cơ, như này là chỉ là kim giò thôi. Tóm lại là con Darlington xả này đang bị giò rồi. Khi ghim điện một cái ấy, thì đáng lẽ là thông qua cái mạch chỉnh lưu này này, nó sẽ chỉnh lưu ra nguồn 300V ấy. Và con khởi động từ này nó chưa đóng đâu, nó chỉ là mồi qua vài con hai con điện trở thôi, hai con khởi động từ này chưa đóng thì cái nguồn 3 pha RST vào ấy là nó chưa qua cái tiếp điểm chính của các khởi động từ này, mà nó chỉ được hạn qua con điện trở 100 ohm 20W này để tạo cái nguồn mồi bắt đầu vào. Tức là hai con khởi động từ này nó chỉ cấp 2 pha vào đây thôi, còn một pha nó đến sẵn rồi mọi người nhé. Từ đây là từ cái khởi động từ này đưa, từ cái áp này đưa lên này, thì hai con khởi động thì không đóng ấy, thì tiếp điểm của nó thì hai tiếp điểm của nó thì nó đang được đi qua hai con điện trở này, thì tức là hai pha nó được cấp vào đây này, là điện được hạn qua hai con điện trở 100W, 100 ohm 200W, thì cái như vậy là vẫn có 3 pha vào đây. Như chúng ta tưởng tượng như là mình vừa mới thử sửa biết từ mình đóng đấu nối tiếp của bóng đèn ấy, giả sử cái nguồn 300V này này không bị chập gì thì bắt đầu nó đạt được cái 300V này, thì nó phát hiện ra là nguồn ok thì bắt đầu là nó sẽ đưa lạnh ra, nó đóng khởi động từ để thay thế cái nguồn dòng chảy mồi qua cái này. Nhưng do khi bật máy lên cái thì bắt đầu là nó phát hiện ra con này bị giò luôn rồi, giò xe rồi, không khác gì đang bị tạo một cái lội trở từ dương 300V sang âm, dẫn tới là khi bật cái là cái nguồn này không đạt đến 300V, thì dẫn tới là nó máy nó sẽ báo LV luôn. Và khi nó báo được LV này thì nó sẽ không đóng cái khởi động từ này nữa mọi người nhé, không đóng cái khởi động từ này nữa này. Và chúng ta nếu mà để ý chúng ta sờ cái này sẽ hơi nóng ấm hai con điện trở này, như điện trở mồi ban đầu đấy mọi người ạ. Cái mạch này thì mình sửa rất nhiều nên mình rất là am hiểu về nó, nên là hỏng lỗi gì mình cũng biết được trên cái ấy này, trừ trường hợp nó chết những cái bo đứng này thì mình không có, hoặc những cái bo này. Nhưng đợt vừa rồi mình vừa mới copy con mạch rời của con DV47 này, bởi vì đây cái bọn này là bọn nó sử dụng con DV47 nó tích hợp hai khối driver để kích bên trong này rồi. Trước mình có vẽ, mình cái video trước mình đã làm cách đây khoảng hơn một tuần rồi đấy, khoảng hơn mấy hôm ấy, mình đã làm một cái sửa một cái van nhảy automat của một cái máy bo như này, nhưng mà cái bộ này là bộ rời, nó không phải sử dụng là bộ DV47 này. Thì với cái lỗi như này nhá thì mình sửa nhá, kiểu gì thì mình cũng thay con này rồi, bởi mình có sẵn, hoặc như không có sẵn ấy, thì chúng ta nhiều khi ấy, mình không có sẵn ấy, mình còn kiếm những con module chết này này, module hai chân hai tổ hợp thôi, một tổ hợp sống ấy, thì mình độ nó vào bên trong này để thay nó thì cũng ok. Nhưng con này thì hiện tại mình đang có sẵn khoảng 3 con hay 4 con gì đấy thì mình sẽ thay ok. Nó có dòng chịu đựng đấy, nó có dòng đây này, mình cho mọi người tham khảo, tháo luôn cho mọi người tham khảo cái thông số của nó nhé, vì nó đang chết rồi mà. Cái bộ module tổ hợp 6 này thì nó sẽ là đây, nó y như cái con mình đang có sẵn ở đây, là 6 con M50A một con, điện áp chịu đựng của mỗi con là 600V này. Đấy. Còn con này thì chỉ là một con thôi. Nó chỉ là một con 30A 600V này các bạn này. Nó là 30A các bạn ạ. Có loại thì nó là 50A. 30A thì loại nó bé. Thì với cái sửa chữa thì mình sẽ thay thế con đấy.
Và như con này nó chết giò này thì nhưng mình vẫn phải kiểm tra linh kiện lên cực B các bạn ạ. Cực B nó sẽ đi qua cái hệ thống trung gian này này, từ cực B đây này. Nó sẽ đi qua hệ thống trung gian, nó đi qua lên cái chân này nhỉ các bạn này, đi trên một cái chân này này. Rồi nó sẽ đi tới như cái mạch này, nó sẽ tới con móc phét K897 này, là đưa lệnh để mở tạo dòng chảy BE của con này, để nó tạo dòng chảy xe mà. Thì nhiều trường hợp ấy là nó lỗ con này luôn, chết đập chọc con này, và nó đưa vào nó lỗ cả con DV46, DV45 này này, lỗ lưng lên luôn. Và phải thay chứ không làm gì được mọi người ạ. Còn nếu mà chúng ta bỏ cái mạch này thì như mình bảo rồi, nếu mà động cơ chạy tốc độ lớn, sau đó khi dừng đột ngột, khi dừng đột ngột thì là cái điện áp 300V ấy nó vượt quá 360, mà vượt quá nó không có mạch xả thì nó vượt quá đến 350 chẳng hạn, thì bắt đầu là mạch bảo vệ điện áp cao nó báo lỗi, nó sẽ báo lỗi DC, à báo lỗi HV mọi người này. Nó báo lỗi HV mọi người ạ. Là điện áp cao. Còn LV là điện áp thấp, điện áp thấp cụ thể là do con này chập đấy. Con này chập dẫn tới là cái nguồn mồi ban đầu để nó kiểm soát kiểm tra nó thấy thấp nên nó báo LV đấy mọi người. Còn khi bật cái mà nó báo DC thì là cũng liên quan đến mạch xả này nữa, mình nhớ không nhầm là như vậy. Mình sẽ kết thúc video này ở đây nhá. Qua video mọi người lại có một cái tham khảo thêm về những cái thiết bị điện tử mà nó dính cái thời tiết lồm ẩm, mà ngoài Bắc thì mới dính thôi, còn đâu chắc người miền Nam thì không bị. Ngoài Bắc này độ ẩm không khí nó kinh khủng luôn ấy, nhất là mùa giao mùa xuân như này này. Chào tất cả mọi người nhá.